Chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Cũng trong sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe và gắn biển đại lộ Thăng Long, tuyến cao tốc đô thị đầu tiên của Việt Nam, nối trung tâm của thủ đô Hà Nội với khu vực phía tây của thủ đô. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và cắt băng khánh thành công trình quan trọng này. Sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phong Việt Nam thuộc tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông đã khởi công xây dựng khu đô thị LCT tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư là 85 triệu đô la Mỹ, đồng thời ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đây là khu đô thị bằng 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Hải Phòng. Dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích là gần 45 ha. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ tín dụng 21 triệu đô la Mỹ, còn lại là do các cổ đông của tập đoàn Hiệp Phong đầu tư, dự kiến sau 3 năm giai đoạn đầu.